Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, bài học của chúng ta ngày hôm nay, mình và các bạn sẽ cùng tiếp tục với nội dung đó là khối trụ và khối cầu. Ở bài học trước thì mình đã cùng các bạn nhận dạng về khối trụ, nhận dạng về khối cầu. Bài học ngày hôm nay, áp dụng kiến thức đó, chúng ta sẽ cùng đi thực hiện bài tập. Bài tập đầu tiên đó là bài tập số 1 với yêu cầu xem các hình sau rồi kể tên một số đồ vật có dạng khối trụ và khối cầu. Thì ở trên đây các bạn nhìn thấy, là gì? Các bạn nhìn thấy ở trên tranh có rất nhiều các hình ảnh. Đầu tiên là hình ảnh thứ nhất. Có phải là khối trụ hay không? Thì hình ảnh thứ nhất này các bạn nhìn thấy mặt của nó là hình vuông. Vậy thì ở đây đây là khối lập phương và không phải là khối trụ, cũng không phải là khối cầu. Tiếp theo, một cái ống. Cái ống này thì đây chính là mặt trên của nó chính là hình tròn này. Mặt đáy cũng là một hình tròn. Và đây chính là khối trụ. Vậy thì đây chính là khối trụ. Tiếp theo, một quả bóng thì đương nhiên quả bóng này sẽ là khối cầu. Quả bóng thứ hai cũng sẽ là một khối cầu, đây là quả bóng đá. Và một hộp sữa, non sữa, và chứng minh nhất chúng ta có thể liên tưởng đó là non sữa ông thọ chúng ta hay uống hoặc hay chấm bánh mì, đúng nào các bạn? Vậy thì đây non sữa này cũng chính là một khối trụ, các bạn nhớ nhá. Và một hộp sữa này, khá là quen thuộc với các bạn. Đây là khối gì? Đây không phải là khối trụ vì các mặt của nó là hình chữ nhật. Vậy thì đây cũng không phải là khối cầu và người ta gọi đây là khối hình hộp chữ nhật. Tiếp theo, đây là một cái bể cá. Bể cá này cũng là chính là khối hình trụ. Đó, khối trụ. Vậy là chúng ta vừa nhận dạng các đồ vật ở trong bài tập số 1. Tiếp tục chúng ta chuyển đến bài tập số 2. Cái câu hỏi như sau: theo em khối nào lăn được? Khối lăn được chính là khối hình tròn và khối hình trụ, đúng chưa nào? Khối hình trụ nó như này thì nó sẽ lăn theo cái chiều này, nó lăn xuống như này. Thì đương nhiên là khối hình trụ, khối trụ cũng có thể lăn được. Và khối tròn là sẽ lăn dễ nhất. Vậy thì ở đây thì chúng ta quan sát thấy khối trụ sẽ là lăn được. Và ngoài ra thì còn có khối cầu, khối lập phương và khối hình hộp chữ nhật không lăn được. Các bạn thân mến, vậy là bài học của chúng ta ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở bài học tiếp theo.